Đủ rồi nè. Đưa ra. Mà nè, sao anh không gọi điện mời cho nhanh? Chứ chạy chi mà tới 50 cây số chỉ để gửi thiệp cưới à? Lâu rồi, tụi anh đâu có gặp nhau đâu. Phải là một bữa tiệc chia tay đời độc thân của anh chứ. Hay quá ha. Em ở nhà nhớ coi khóa cửa nẻo cẩn thận nha. Ngày mốt anh về. Anh đi cẩn thận nha. Anh đi nha. Tới nơi nhớ nhắn tin cho em biết nha. Anh biết rồi. Thôi anh đi nha. Alo. Ủa gì hả chị? Vậy chị nhắn cho em địa chỉ liền nha. Dạ chắc. Dạ 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 rồi, em cảm ơn chị. Vợ ơi, anh về rồi vợ ơi. Vợ. Thuy. Em sao vậy Thuy? Thuy. Cô có mối quan hệ như thế nào với nạn nhân ạ? À, tôi á, là mẹ chồng tương lai của nó. Thiệt là khổ cho con trai tôi ghê vậy. Còn có 10 ngày nữa là cưới à. Vậy mà... À, cô cho cháu hỏi, chị Thúy bao nhiêu tuổi và làm nghề gì vậy ạ? Nó khoảng 26 tuổi. Nó không có làm gì hết á. Thưa anh, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, tôi tìm thấy một chiếc điện thoại này. Nguyên nhân tử vong là do ngạt khí cơ học. Trong quá trình kiểm tra, tôi thấy trên cổ nạn nhân có một vết đen. Bước đầu nghi là hung thủ dùng tay bóp cổ nạn nhân. Ngoài ra, trên cơ thể không có bất kỳ vết thương nào, không có dấu hiệu của xâm hại tình dục. Thời gian tử vong thì sao? Thời gian tử vong vào khoảng 10 tiếng trước. Tuy nhiên, tôi cần thêm thời gian để xác định rõ hơn. Được rồi, đồng chí cứ tiếp tục công việc của mình đi. Như vậy là nạn nhân đã bị sát hại vào tối hôm qua khi đang ở nhà một mình. Với những đồ vật tại hiện trường cho thấy nạn nhân và hung thủ đã từng xảy ra mâu thuẫn. Tài sản của nạn nhân thì cũng không bị mất. Hung thủ đã lựa lúc người yêu nạn nhân không có ở nhà mà ra tay sát hại. Điều đó có thể chứng minh được là hung thủ và nạn nhân có quen biết với nhau và có mâu thuẫn. Đúng vậy. Đây là chiếc điện thoại của nạn nhân. Một chiếc điện thoại mà giá trị như vậy mà hung thủ cũng không lấy đi, chứng tỏ đây không phải là vụ án giết người cướp tài sản. Và đây cũng là vật chứng quan trọng có thể giúp chúng ta sớm tìm ra hung thủ. Uống nữa.
Mẹ trả lại đây cho con. Mấy ngày nay á, con uống hoài à. Con bỏ cơm bỏ nước, con muốn chết hả Long? Phải, con đang muốn chết nè. Con ham sống làm cái gì nữa hết á. Long, con biết con làm như vậy mẹ đau lòng lắm không? Chứ không phải thứ chết rồi là mẹ vui sướng lắm hả Long? Tại sao con nghĩ như vậy? Chứ không phải mẹ đã từng cấm cản con với Thúy qua lại hay sao? Mẹ cấm cản á là có lý do của mẹ. Nhưng mà rốt cuộc thì sao? Mẹ cũng tôn trọng ý kiến của con cơ mà. Xin lỗi, anh Long có ở nhà không ạ? À? Có. Mời cô vào. Chào anh Long. Hôm nay tôi đến đây có một vài thông tin nhờ anh giúp đỡ. Chào chị. Mời chị ngồi. Anh có nghi ngờ ai là hung thủ ra tay sát hại chị Thúy hay không? Là cô ta. Chắc chắn là cô ta. Anh có thể nói rõ hơn được không? Tôi đã chuộc Thúy ra từ quán karaoke của cô ta. Chính vì hành động đó mà cô đã tìm cách trả thù tôi. Vợ ơi, có cơm chưa? Anh đói quá à. Dạ, có cơm chưa? Anh á, đúng là cầm tin con heo luôn. Lúc nào cũng thấy đói hết trơn vậy. Ai biểu á, cục cưng của anh nấu đồ ăn ngon quá anh chị. Ủa? Bộ em đang có chuyện gì hay sao mà thấy em bực bội quá vậy? Đúng là không có gì qua mắt được anh. Đâu, có chuyện gì mà khiến cho em yêu của anh á phải bực bội như vậy? Nói cho anh nghe coi, coi chuyện nó lớn cỡ nào để anh giải quyết cho. Thì chị Trà đó, chị mới gọi điện rủ em đi uống cà phê nữa kìa. Rồi em tính sao? Em không biết nữa. Anh nghĩ á, em gặp với một lần cho xong đi, rồi nói dứt khoát là không bao giờ quay lại con đường cũ nữa. Sao anh thấy tối ngày chỉ cứ lôi kéo em hoài vậy? Đó, thấy chưa? Mỗi lần mà nói tới cái là anh lại nóng tính à. Biết vậy em khỏi nói. Thì anh chỉ lo cho em vậy thôi. Mà anh nghĩ á, em gặp chỉ một lần thôi, rồi nói dứt khoát cho xong. Em cầm lấy để chi tiêu cho thoải mái. Chứ chị biết bây giờ á, em phải ngửa tay xin từng đồng của thằng Long. Từ ngày em rời quán, khách cũng bỏ chị đi hết trơn à. Sao tự nhiên em làm vậy hả Thúy? Chị ơi, chị thông cảm cho em nha. Nhưng mà số tiền này em không lấy được đâu. Bây giờ em đâu có còn làm cho chị nữa. Nhưng mà em rời quán, liệu em có sống nổi không? Tự nhiên á, ở với chị ngồi máy lạnh, ngủ khách sạn không chịu. Tự nhiên bây giờ á, đi làm công nhân rồi ở nhà trọ, sao em chịu nổi? Vậy rồi sao? Tôi cảnh cáo chị nha, Thúy bây giờ là vợ của tôi rồi. Chị đừng có dùng tiền bạc này á mà dụ dỗ vợ tôi. Còn một lần nữa đó, đừng có trách tôi. Đi về em. Lo lắng, bảo bọc người yêu quá ha. Được, để chóng mắt coi được bao lâu. Còn Thúy lớn lên ở chỗ nào thì nó sẽ chết ở chỗ đó. Chờ đó. Đi về em. Tôi nhớ mặt mày rồi đó. Ê, có sao không?
Em không sao. Qua bên kia ngồi đi. Ngồi xuống đây đi em. Sao em không nói gì? Vì em mà anh bị mang tiếng là lấy gái về làm vợ. Anh không quan tâm điều đó không? Anh đã nói với em rồi, đó là quá khứ. Mà quá khứ thì mình hãy quên đi, cứ sống cho hiện tại. Hãy vì tình yêu mà chúng ta hãy vượt qua tất cả. Chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu thử thách, vậy mà từ lúc chị Thúy tới đây ở với anh, chị Thúy có gây mâu thuẫn và xích mích với ai hay không? Dạ không, Thúy chỉ ở quanh quẩn trong nhà thôi, không có tiếp xúc với hàng xóm bên ngoài. Từ lần cuối anh gọi cho chị Thúy là lúc mấy giờ? Lúc đó 5 giờ chiều, trước khi tôi đi nhậu với thằng Lam Chì. Vì trong lúc nhậu chúng tôi thường ra lượt, nếu ai đụng tới điện thoại thì sẽ bị phạt. Vậy hôm đó anh nhậu tới mấy giờ? Khoảng 10 giờ đêm. Sau đó tôi qua phòng trọ của thằng Lam nhậu tiếp. Do nhậu say quá nên tôi đã ngủ quên. Thôi được rồi, khi nào tôi có thông tin thêm tôi sẽ liên lạc với anh. Cảm ơn anh. À mà bây giờ anh cũng không nên mượn rượu để lảng tránh sự thật nữa, vì rượu chỉ làm anh tỉnh hơn mà thôi. Cảm ơn chị. Chào anh. Mời vào. Chào anh. Tôi đã xác minh được đối tượng tạt nước dơ vào người của chị Thúy. Đó là anh Hùng Xì Kia, là bảo vệ của quán karaoke của chị Trà. Tôi cũng đang cho thu thập thông tin về chị Trà, chủ quán karaoke. Một người phụ nữ mà ai cũng thấy ngại khi đụng độ bởi sự liều lĩnh của cô ta. 9 giờ sáng nay cô ta sẽ có mặt ở đây. Tôi là người sẽ trực tiếp thẩm vấn cô ấy. Còn ngay bây giờ, đồng chí hãy đi tìm hiểu thêm thông tin về anh Long đi. Rõ. Các anh mời tôi tới đây để làm gì? Tôi còn rất là nhiều chuyện đang cần giải quyết. Có chuyện gì á, anh hỏi nhanh đi. Chúng tôi nghi ngờ chị có liên quan đến cái chết của cô Lê Thúy. Lạ nghe. Còn Thúy nó chết thì liên quan gì tới tôi? Tôi thấy không lạ tí nào cả. Vì chị là người đã thuê Hùng Xì Ke tạt nước dơ lên người của cô Thúy. Hơn nữa, chị cũng là người đe dọa Thúy nếu như nghỉ làm ở quán thì cô ta sẽ chết. Đúng, tôi có thuê người tạt nước và cũng đe dọa con Thúy. Nhưng mà tôi không có giết nó. Nếu như không tin á, mấy anh điều tra đi. Vậy sau buổi gặp ngày hôm đó, chị và Thúy có liên lạc với nhau nữa không? Có chứ, chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên mà. Và tôi thừa hiểu con Thúy không bao giờ ở lâu bền với thằng Long được.
Có vẻ như chị hiểu rõ về Thi quá nha. Chỉ tội nghiệp cho thằng Long, quá chung tình. Anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng mà xui, mỹ nhân lại đứng núi này trong núi nọ. Ý của chị là Thi còn một người nào khác ngoài Long là chồng sắp cưới ra? Con Thúy chưa bao giờ coi thằng Long là chồng sắp cưới hết á. Nếu như con Thúy nó yêu thằng Long thật lòng thì trước khi chết một ngày nó đã không đi cho đại gia coi mắt rồi. Tại sao chị lại biết chuyện này? Vì tôi là người tổ chức mà. Với lại con Thúy nó còn nhắn tin, có mối nào ngon á thì nhớ giới thiệu cho nó. Con có qua nhà trọ của anh Long và được biết là anh Long đã chuyển về đây ở với bác. À đúng rồi, thằng Long nó về được mấy hôm. Tâm lý của anh Long như thế nào rồi hả bác? Nó thì nó hết uống rượu rồi, nhưng mà tối nó ngủ á, nó gặp ác mộng, nó la hét dữ lắm, đêm nào cũng vậy hết á. Mà bây giờ anh Long đi đâu rồi ạ? Hình như là nó vô chỗ làm mà không biết á, nó có làm được hay không nữa, hay là ra mộ con Thúy. Thiệt á, rầu ghê luôn á. Cũng tội nghiệp con bé Thúy, nó mồ côi cha mẹ. Rồi nó vô quán karaoke làm. Lúc đầu á thì gia đình phản đối, nhưng mà thằng Long á cứ nằng nặc á rồi cưới. Bác phản đối đây á là vì thấy nó lẳng lơ sao á. Bác cứ nói tiếp đi ạ. Hôm bữa thằng Long á, nó đi lên thành phố á, nó mời thiệp. Thì có người thấy á, con Thúy á, nó đi cho người ta xem mắt làm vợ. Bác nghe phong phanh như vậy á, nên bác gọi thằng Long nó về. Lúc đó bác gọi là khoảng mấy giờ ạ? Hình như là hơn 5 giờ chiều á. Qua thông tin xác minh, chị Thúy có tham gia buổi ra mắt chồng vợ. Chỉ còn 10 ngày nữa là tới đám cưới. Tại sao chị Thúy lại tham gia vào sự kiện đó chứ? Điều này có thể phản ánh rằng chị Thúy không hề muốn đám cưới với anh Long. Đây là trích lục nhật ký điện thoại của chị Thúy. Nhật ký này hoàn toàn khác với nhật ký mà chúng ta thu thập trong điện thoại của nạn nhân ngay lúc đầu. Chứng tỏ hung thủ đã cố tình xóa đi một số cuộc gọi. Đó đều là những cuộc gọi của anh Long sau 17 giờ. Có thể bà Thủy gọi báo cho con trai của mình về chuyện của cô Thúy. Anh Long muốn xác minh đó có phải là sự thật hay không, cho nên anh ta đã gọi về vào lúc 17 giờ. Ngay bây giờ, đồng chí hãy tìm gặp nhóm bạn của anh Long, xác minh xem thời gian vào đêm hôm đó có đúng như những gì mà anh Long kể với chúng ta hay không. Rõ. Mời vào. Thưa anh, sau khi kiểm tra tử thi, chúng tôi đã phát hiện mẫu da trong móng tay của nạn nhân. Tuy nhiên, mẫu da không phải của nạn nhân. Vậy đã có thời gian tử vong của nạn nhân chưa? Thời gian tử vong vào khoảng 21 đến 22 giờ đêm ngày hôm trước, thưa anh. Có lẽ nào đây là vở kịch do chính anh ta dựng lên? Ủa sao cô chú lại đây? Chúng tôi đến đây để tìm anh Long, cho hỏi là có anh Long ở nhà không? Anh Long nó đi được 30 phút rồi. Vậy cô có biết là anh Long đi đâu không? Tôi không có biết. Mà có gì không chú? Đồng chí hãy gọi cho bác giám quản trang xem là anh Long có ngoài đó không. Rõ, thưa anh.
Xin phép. Long! Long ơi! Long! 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 Cô làm gì ở đây? Sao mẹ biết con ở đây? Thì mẹ đi tìm con nè. Đi về với mẹ đi con. Đi. Mẹ, con sai rồi. Con phải đi thôi. Không, không phải con. Con xin lỗi mẹ. Đừng mà Long. Mẹ ở nhà giữ sức khỏe. Long, đi về với mẹ con. Long, Long. Anh Long. Anh đã bị bắt. Chúng tôi nghi ngờ anh là người đã ra tay sát hại chị Lê Thúy. Đề nghị anh theo chúng tôi về công an hợp tác điều tra. Tại sao anh lại ra tay sát hại chị Thúy? Anh không trả lời không có nghĩa là anh không có liên quan tới vụ án này. Nhưng chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để chứng minh anh chính là hung thủ đã ra tay sát hại chị Thúy. Cô ấy đã làm nghề gì trước đây? Các anh cũng đã biết rồi mà. Thì cái chuyện mà khách tìm tới trả thù là chuyện bình thường thôi. Làm sao tôi biết được? Nhưng chúng tôi đã thu được mẫu da trên móng tay của nạn nhân trùng khớp da đen của anh. Các anh nói chuyện như đùa vậy. Thì tôi và cô ấy là vợ chồng sắp cưới, rồi sống chung với nhau. Chuyện mà chúng tôi sinh hoạt á, hay là này kia thì cái chuyện mà da tôi dính vô trong móng tay của cô ấy là chuyện bình thường thôi. Có gì lạ đâu thưa cán bộ. Nhưng đó là mẫu da được hình thành dưới dạng cào cấu. Anh có thể cho chúng tôi kiểm tra ở phía sau đầu không? Tôi nghĩ là vết cấu vẫn còn dấu vết ở đó. Sau khi ra tay sát hại Thúy, anh đã chủ động lấy điện thoại của Thúy, xóa đi nhật ký cuộc gọi. Vì cuộc gọi cuối cùng mà anh gọi cho Thúy vào lúc 18 giờ. Sau đó, anh không đi nhậu cùng với nhóm bạn mà quay trở về nhà. Anh Tư Ếch là người đã nhìn thấy anh quay trở về nhà vào buổi chiều ngày hôm đó. Tại sao lại nói dối chúng tôi? Bây giờ tôi hỏi anh, người vợ sắp cưới của mình lại đi tới chỗ khác để cho người ta xem mắt rồi lấy làm vợ, thì cảm giác anh sao? Tất cả cũng tại cô ta thôi. Do cô ta lừa dối tôi, cô ta phản bội tôi mà. Cô tính sửa soạn quần áo qua quán karaoke để cho mấy thằng cha đó coi mắt đúng không? Phải. Thúy à, còn 10 ngày nữa thôi đã đám cưới rồi, tại sao cô còn làm như vậy chứ? Vì tôi suy nghĩ lại rồi. Anh nhìn lại cái nhà của mình đi. Anh nhìn lại bản thân của mình đi. Tôi không thể nào sống cùng anh suốt đời để làm công nhân được. Cô, tụi mình nghỉ hôn đi.
Bây giờ tôi mới ngộ ra, một con điếm thì bản chất nó mãi mãi là một con điếm mà thôi. Tôi là như vậy đó, cho nên bây giờ tôi phải đi. Cô không đi đâu hết, trả hết tiền cho tôi đi. Số tiền mà tôi chuộc cô ra từ quán con gà đó, trả đây đi đi. Tiền gì chứ? Cái đó là do anh tự nguyện, chứ tôi không có thuê hay là mướn anh làm. Anh ngu thì anh ráng chịu chứ. Tránh ra.